thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cho biết, mới đây, một học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản tử vong do đuối nước tại Vĩnh Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận khi tham gia thực hành trải nghiệm hệ sinh thái. Được biết, ngày 31 tháng 3, trường đã tổ chức cho 115 học sinh khối 9 đi trải nghiệm hệ sinh thái với chủ đề Một ngày với thiên nhiên tại Vịnh Vĩnh Hy, cách trường 45 km. Đi cùng đoàn có một phụ huynh và 18 giáo viên, nhân viên nhà trường để quản lý, hướng dẫn học sinh. Buổi sáng, học sinh vui chơi trải nghiệm tại hang rái, khu bảo tồn quốc gia núi Chúa, huyện Ninh Hải. Khoảng 10 giờ, sau khi di chuyển về khu du lịch Vĩnh Hy gần đó, tàu đáy kính đưa các em ra biển ngắm san hô. Khi trở về, học sinh được hướng dẫn ra tắm trước bãi tắm của khu du lịch. Tại đây, trong quá trình tắm biển, 4 học sinh bị đuối nước. Sau đó, các em được cứu vớt lên bờ, trong đó hai học sinh bình thường, còn hai học sinh được sơ cấp cứu, đưa đến trạm y tế và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, một em qua cơn nguy kịch, một em không qua khỏi. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, phòng nội vụ huyện làm việc với trường trung học cơ sở Trần Quốc Toàn để làm rõ nguyên nhân vụ việc, báo cáo kết quả cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 12 tháng 4 năm 2024. Hoạt động trải nghiệm hiện phổ biến ở các trường học trong cả nước. Đây còn là môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện áp dụng đến lớp 8. Với hoạt động này, các trường có thể tổ chức bằng nhiều hình thức, quy mô trong hoặc ngoài trường. Nếu tổ chức trải nghiệm ở ngoài đi xa, các trường phải làm kế hoạch, trình cấp quản lý phê duyệt và được sự đồng thuận của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện. Thời gian qua, việc này gây tranh cãi, một số nhà giáo phụ huynh cho rằng tổ chức các chuyến đi xa tiềm ẩn khả năng mất an toàn giao thông. Nhiều trường học cũng bị phản ứng do chi phí chưa phù hợp hoặc bị tố kết hợp tham quan du lịch. Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong Hải Phòng cũng phải dừng chuyến trải nghiệm 4 tỉnh miền Trung với chi phí 2,8 triệu đồng vì có phụ huynh không đồng tình.